Trong chương trình công tác tại Lào Cai, ngày 22 tháng 2, đồng chí Đại tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an cùng đoàn cán bộ cấp cao Bộ Công an đã tới thăm và làm việc với Công an tỉnh Lào Cai. Cùng dự có đồng chí Đặng Xuân Phong, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư tỉnh ủy, trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, đồng chí Trịnh Xuân Trường, Phó Bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh. Phát biểu trước cán bộ chiến sĩ Công an tỉnh Lào Cai, Bộ trưởng Tô Lâm ghi nhận biểu dương những kết quả nổi bật trong các mặt công tác của Công an tỉnh Lào Cai thời gian qua. Giao nhiệm vụ thời gian tới, Bộ trưởng Tô Lâm yêu cầu toàn lực lượng Công an tỉnh Lào Cai tiếp tục quán triệt thực hiện nghiêm túc các nghị quyết chỉ thị của Bộ Công an và Tỉnh ủy Lào Cai, tập trung bảo đảm an ninh trật tự, thực hiện mục tiêu cao nhất là giữ vững an ninh quốc gia, không để xảy ra bị động bất ngờ trong mọi tình huống, tăng cường đảm bảo an ninh biên giới, an ninh dân tộc, an ninh tôn giáo, an ninh chính trị nội bộ và an ninh kinh tế. Bộ trưởng Tô Lâm cũng chỉ đạo Công an tỉnh tiếp tục đấu tranh có hiệu quả với các loại tội phạm, làm tốt công tác tin báo tố giác, xử lý triệt để các băng nhóm tội phạm, tăng cường kiểm tra giám sát, chấn chỉnh thiếu sót, hạn chế trong các mặt công tác. Nêu cao vai trò trách nhiệm của công an các cấp, đặc biệt là lực lượng công an cấp xã trong giải quyết về tin báo về tội phạm. Cái này sẽ tập trung làm. Bây giờ các ông chí xem là đã thống kê về các cái tổ chức băng nhóm tội phạm. Dứt khoát các ông chí phải xóa bỏ. Không để cho các đối tượng gây án rồi bắt đầu mới đi phá án. Bộ trưởng Tô Lâm cũng yêu cầu Công an tỉnh Lào Cai tăng cường hợp tác quốc tế với tỉnh Vân Nam Trung Quốc trong đấu tranh với các loại tội phạm, tiên phong đi đầu trong thực hiện đề án 06, áp dụng công nghệ để kiểm soát trật tự an toàn giao thông, quyết liệt xử lý vi phạm nồng độ cồn, quản lý chặt chẽ vũ khí vật liệu nổ. Công an tỉnh Lào Cai tiếp tục nỗ lực xây dựng lực lượng trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại.